Cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị bệnh hiểm nghèo, nghi án nhiễm phóng xạ và hiện đang phải nhập viện điều trị. Đảng ủy Văn phòng Thành ủy thành phố Đà Nẵng đã ra nghị quyết cho Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh vì sức khỏe suy sụp và tình trạng bệnh lý gia tăng. Chiều ngày 13 tháng 4, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có xin đơn miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh. Đơn của ông Nguyễn Xuân Anh gửi ngày 2 tháng 12 năm 2017 với lý do đi chữa bệnh, bệnh phình động mạch phải stent trong não. Hồ sơ này do Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp. Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, đã được Đảng ủy Văn phòng Thành ủy cho phép miễn sinh hoạt đảng để điều trị bệnh, nhưng thực ra ông đã bị khai trừ khỏi vấn đề sinh hoạt đảng vì không còn sức khỏe. Tối ngày 13 tháng 4, vào khoảng gần 10 giờ tối, chúng tôi nhận được tin Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã xác nhận ngày 2 tháng 12 năm 2017, ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn gửi chi bộ phòng tổng hợp Đảng bộ Văn phòng Thành ủy xin tạm miễn sinh hoạt đảng để điều trị bệnh dài ngày từ tháng 12 năm 2017. Như vậy là đã gần 6 tháng từ khi ông Nguyễn Xuân Anh phải chữa bệnh, nhưng đến nay văn thư này và thông tin này mới được cơ quan thành phố Đà Nẵng xác nhận. Người ta nghi ngờ rằng ông Nguyễn Xuân Anh đang bị nhiễm phóng xạ và hiện tại đang trong phòng hồi sức. Thực hiện quy định số 29QĐ-WT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn số 09HD-BTCTW ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản về nghiệp vụ công tác đảng viên, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy đã chỉ đạo chi bộ phòng tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, đúng thủ tục theo quy định, thống nhất để ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng và đi điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12 năm 2017. Đồng thời, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy khối các cơ quan thành phố biết để theo dõi chỉ đạo. Văn phòng Thành ủy thành phố Đà Nẵng cũng cho biết hiện tại ông Nguyễn Xuân Anh đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn. Trong chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cách đây vài tháng ông Nguyễn Xuân Anh có đến bệnh viện này để điều trị bệnh về não. Cho đến hiện nay, thông tin ông Nguyễn Xuân Anh điều trị ở đâu, điều trị bệnh lý gì cụ thể và chi tiết thì không được báo chí nhắc tới. Nhưng tất cả các báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Xuân Anh đi chữa bệnh như cái kiểu tất cả trẻ con cùng đồng thanh hô lên một tiếng. Sự việc này chứng tỏ rằng Ban tuyên giáo Trung ương, cách riêng là Bộ Chính trị, đã có chỉ đạo cụ thể trong việc đăng thông tin. Người ta nghi ngờ ông Nguyễn Xuân Anh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh và khó lòng qua khỏi, nên Ban cán sự Trung ương và dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới cho phép thông tin lên vấn đề sức khỏe của vị này, để phòng khi có chuyện thì công bố và mọi người không có thể có lý do nào để chống lại hay phản nàn kêu ca. Cũng cần nhắc lại rằng ngày 24 tháng 11 năm 2017, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc. Đây là kỳ họp bất thường nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Anh là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục vắng mặt, nên Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Nho Trung làm chủ tọa điều hành phiên họp. Sau phần khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng,
đọc tờ trình số 17 về việc đề nghị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh, lúc đó vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sau khi đọc tờ trình, các đại biểu tiến hành thảo luận theo tổ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tóm tắt các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Sau đó, các đại biểu tham dự phiên họp đã biểu quyết thông qua tờ trình trên. 48 trên 49 đại biểu tham dự phiên họp đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xin lỗi, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Lúc đó, trao đổi với phóng viên của báo Dinh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghị cho biết, sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chỉ còn là đảng viên thuần túy. Về vấn đề sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Trương Quang Nghị cho hay, việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Cộng sản. Vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư Quản lý. Việc sắp xếp cũng còn theo nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Anh, sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào thì sẽ sắp xếp, ông Trương Quang Nghị nói. Vấn đề ông Nguyễn Xuân Anh xin được chữa bệnh và đến nay thông tin mới công bố ra ngoài, để lại cho nhiều người dấu hỏi về việc tình trạng hiện nay của ông Nguyễn Xuân Anh là như thế nào. Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng lại tiếp tục một lần nữa ra nghị quyết cho ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh, họ nói theo nguyện vọng. Nhưng thực tế, ông Nguyễn Xuân Anh đã phải nằm viện từ lâu. Người ta nghi ngờ rằng ông Nguyễn Xuân Anh đã trúng một chất độc thần kinh. Chiều ngày 13 tháng 4, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông này đã cho hay, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có đơn xin miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh. Đơn của ông Nguyễn Xuân Anh đã được gửi ngày 2 tháng 12 năm 2017, nhưng cho đến nay mới phát hiện, báo chí mới tiếp tục đăng tin lại. Và thông tin ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng cũng đã từ ngày 15 tháng 12 năm 2017, nhưng cho đến nay, thông tin này cũng mới tiếp tục được giới thiệu cho khán thính giả của chúng ta. Theo Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, việc ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng thực hiện theo đúng điều 7 quy định tại 29 QĐ-TW thi hành điều lệ đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Xuân Anh một lần nữa làm người ta dấy lên về nghi vấn đầu độc trong Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Xuân Anh từ là một Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phải nhục nhã rất đại, trở về một đảng viên thuần túy và nay dường như không còn được gọi là đảng viên cộng sản mà phải bị khai trừ ra khỏi đảng. Phe cánh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cách riêng là Nguyễn Xuân Phúc, đã cố gắng loại cho bằng được Nguyễn Xuân Anh ra khỏi chức vụ này, tiếp tục để cho ông Thơ và những nhân vật ở Đà Nẵng đối đầu với nhau. Việc ông Nguyễn Xuân Anh rất đại bắt đầu từ việc ông này nhận chiếc xe Mercedes. Một thường tá tình báo trong vỏ bọc của doanh nhân mới cũng vừa bị bắt tặng cho ông Nguyễn Xuân Anh. Hình ảnh trên báo chí và sự thân mật của ông Nguyễn Xuân Anh với Vũ Nhôm được các báo chí đăng tải. Thực chất những bức hình này là do phe cánh của ông Huỳnh Đức Thơ công bố. Báo chí và dư luận cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh đã bao che và thiên vị cho Vũ Nhôm trong các dự án kinh tế. Và quả thực sự là đúng như vậy. Nhưng sâu xa hơn sự việc ông Nguyễn Xuân Anh được xe của Vũ Nhôm mà lại bị báo chí phanh phui,
xuất phát từ việc ông Nguyễn Xuân Anh là một đối thủ chính trị của ông Huỳnh Đức Thơ và là người không được lòng ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Anh được ví như những thái tử đảng, là những người còn rất trẻ nhưng đã leo lên được tới chức vụ ủy viên Trung ương Đảng. Là con của cựu công thần cũng như có bằng cấp và biết cách leo lên, biết cách nịnh nọt và có ô có dụ, nên Nguyễn Xuân Anh đã lọt được vào một trong những vị trí quyền lực bậc nhất. Do những mâu thuẫn cá nhân và tranh giành lợi ích, Nguyễn Xuân Anh cuối cùng đã bị sa cơ lỡ vận và nay đến cả mạng sống cũng khó lòng bảo đảm. Như thế ngàn cân treo sợi tóc. Vũ TV sẽ tiếp tục tường trình cho quý vị bản tin chi tiết về vấn đề này. Xin hãy tiếp tục theo dõi, ủng hộ Vũ TV và chia sẻ những giá trị tốt đẹp. Like, share, subscribe và bình luận để chúng tôi biết được ý kiến của quý vị. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.